bây giờ thì Cát Tường muốn chia sẻ một dự án đào tạo nhóm nghệ sĩ toàn năng. Dự án có tên gọi là P336. Đây là một dự án âm nhạc, những đối tượng đó là các bạn trẻ, vị thành niên mới có độ tuổi từ 11 đến 17 mà thôi. P336 có nhóm nhạc gồm có 6 thành viên, 3 nam và 3 nữ. Tuy nhiên đây là một nhóm nhạc toàn năng, cho nên các em có thể là vừa hát nhóm nè, vừa hát tam ca nè, rồi vẫn có thể hát solo luôn. Giới thiệu qua cho anh chị ở đây được biết như vậy. Và chương trình P336 cũng được phát sóng vào lúc 21:30 thứ năm hàng tuần, vào ngày 5 tháng 1 vừa rồi. Xin quý vị hãy theo dõi, quan tâm và ủng hộ cho các em. Và bây giờ để cho quý vị có thể có một cái nhìn khái quát hơn, xin mời chúng ta hãy theo dõi một số hình ảnh của P336. Ba trong số 5 thành viên của nhóm thí sinh đầu tiên đã lộ diện để thể hiện phần thi thứ giọng của mình. Liệu bảng xếp hạng điểm số của nhóm thí sinh đầu tiên này sẽ thay đổi như thế nào khi 2 thí sinh còn lại thể hiện vòng thi của mình? Will you match your mind? Cause I'm in the night. Doesn't mean my own.
Cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng. Cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh đừng vỡ tan. Phát xa lòng thênh thang, chúc hết đi lòng hoang mang. Ngoài ánh xanh hồng màu tím vàng. Thôi quên đi bao nhiêu yêu tu, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước muốn đàn trào dần từ trong chim bao. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng ngời. Bay lên cao như con cao. Tell me, is it really hard to see that you make it so hard on me? Go ahead and sting me with your lips, 'cause you're just about to kill me. Would you set me free? Just give me one more glance as you walk away. Smile like everything's gonna be okay. When I'm needing you again, I see you in my head. I remember us of everything, always just the same. I know that I've been cruel in my selfish way. I'm looking like a fool in the end. I'm sorry if I hurt you, my baby. Baby, please just talk to me. Looking like a fool. Can I get away from you? Or tell me, what do I do? In your eyes, nose, lips, the way she used to touch my skin, your hands out to your tongue. Just like you're standing right next to me. Know the lies gone, talking now. You just one way too far. I keep you in my heart. Though it's kill me, I'll say it now. Baby, I'm get over you. Into the soft mind and the scent that you left over my room. I love you, I love you. Come back to me, don't leave me all alone. 입에 맞지 않은 속이 지금 속소하니까 깊이 불고 저는 다 해먹어버리고 있었다 보니까 나의 불안해져 주어리라 버릴게.
bé Thi đã hát một bài hát rất dễ chạm vào trái tim người ta. Vì cái bài hát đó mà nó giúp bé trở nên có lợi thế hơn những bé khác. Quan trọng của người ca sĩ đơn giản chỉ là hát chạm vào trái tim của người nghe thôi. Mà em chạm được vào trái tim anh là được. Anh đã thấy quá hay so với độ tuổi như thế này. Và anh cảm thấy đó là một cái cảm xúc rất là tinh khôi. Và nó đúng độ tuổi của em, nghe nó rất là bay bổng hồn nhiên. Và như thế thì có gì để chê đúng không nào? Và tổng số điểm 70/90. Những nhóm thí sinh đầu tiên của vòng chung kết đã lộ diện để thể hiện phần thi thử giọng của mình. Rất nhiều gương mặt đã thực sự gây bất ngờ và cả những tranh cãi sôi nổi giữa các giám khảo bởi phần thể hiện tài năng của mình như Việt Thi, Nhã Thi và Thanh Hiển. Bảng xếp hạng điểm số của các thí sinh có sự biến động không ngừng và hiện tại Trương Nhã Thi đang tạm dẫn đầu với số điểm 79. Hồi nãy giờ mọi người cũng đã xem những cái phần biểu diễn của các bé. Thì không biết các anh chị, các cô chú ở đây nãy giờ mình ấn tượng với thí sinh nào nhất? Thiện thì ấn tượng với Việt Tiến và Nhã Thi. Việt Tiến và Nhã Thi. Tại anh sao? Chàng và Việt Tiến có vẻ như là sẽ lay động. Phần nữ của Chí Thiện. Chí Thiện không là phần nữ nữa. Tại sao có một người trẻ hơn tôi mà đẹp hơn tôi như vậy? Tôi đúng rồi. Đúng không? À, trẻ hơn nha. Đẹp hơn thì phải coi lại à. Sau như con đây cũng là cái tờ. Các bạn hát rất là tốt và Thiện biết nghe thì Thiện hát, Thiện nghe các bạn hát thì Thiện biết rằng các bạn hát đeo bản năng nhiều. Khi mà bước vào nhóm nhạc thì chắc chắn các bạn sẽ tập luyện nhiều hơn nữa, và khi mà các bạn có tập luyện và có thêm kỹ thuật, các bạn sẽ thay thể làm một cái bất ngờ nữa. Còn về ngoại hình thì thấy bạn Việt Tiến và bạn Nhã Thi rất trội. Cô Nhã Thi bước ra đội một cái nón như một thiên thần mà hát Romeo, trời ơi cái giọng nghe vang đã dễ sợ. Hiếu Lê thì sao? Dạ em thì em thấy là tuổi trẻ tài cao thôi ạ. Bé nào thì cũng có một cái gọi là thiên phú, khả năng riêng của mình, vừa đánh đàn vừa hát. Bé Linh Hoa thì em đã biết và có nhiều lần tiếp xúc cơ hội rồi, diễn xuất tốt, nhảy tốt và nhảy dance sport cực kỳ tốt. Em thích nhất là khi mà tham gia cuộc thi cái sự non nớt với lại cái đam mê đầu tiên khi mà đứng lên hát trong ánh mắt, em thích cái đó lắm. Thì làm em nhớ lại cái hồi mà em đi thi nhóm nhạc hồi xưa mình cũng non nớt, mình lên mình hát, nhưng mà mình hát, mình diễn xuất, mình tập tành, mình trình diễn, cái đó là giống như mình, nó là cái đầu tiên của mình mà mình hết mình với nó. Và em thấy được sự đó trong ánh mắt của các bạn trẻ bây giờ. Em ấn tượng với lại cái cậu mà vừa hát vừa đàn piano, Thanh Hiển. Thì cái bài đó là cái bài Let It Be của The Beatles. Đúng rồi. Thì ở cái tuổi của cậu ấy mà hát được cái bài đó rất là tốt. Và qua tuần sau nữa thì mọi người sẽ theo dõi, thấy các bạn sẽ bắt đầu bước qua vòng thứ hai là hát kết hợp với vũ đạo, thì mới thấy là cái sức của các bạn này còn ghê gớm lắm. Quý vị hãy theo dõi, đón xem và ủng hộ cho B336 nha. Khi nào mà cần bài hát mới cho nhóm thì có Hoàng Rapper với Cai Đính đây nha chị. Dạ, đừng quên em. Nhớ nhớ dắt mối nha, nhớ đây. Dắt mối.